Hello. Ok, hôm nay thầy sẽ chữa cho bạn một cái đề khảo sát chất lượng lần 1 liên quan đến ôn tập hàm số nhá. Ôn tập hàm số. Bạn nào 2K7 thì chúng ta vào ôn tập một chút nha. Được chưa? Câu hỏi đầu tiên, câu hỏi này cũng sẽ lấy đi rất nhiều đối thủ này. Đấy. Riêng câu hỏi số 1 thôi đã rất nhiều đối thủ sẽ ra đi câu này. Rất nhiều bạn sẽ comment câu này là đáp án B hoặc là đáp án D. Đây. Bởi vì nhiều bạn sẽ thấy là cái này dương. Đúng không? Cái này dương là sẽ đồng biến. Đấy, sai lầm. Để mà nói thằng này là đồng biến hay nghịch biến thì nguyên tắc của chúng ta là cứ phải đào hàm thôi. Được chưa? Đây là cụ thể là các em sẽ đào hàm ra thành 2 lần của x trừ 1 và kém cho nó bằng 0. Vậy thì x bằng 1. Lúc này ta sẽ có một cái bảng biến thiên, đó là x chạy từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Và đây là số 1. Và đây chúng ta có f phẩy. Và đây chúng ta có fx. Đây. À, bên phải thì chúng ta mang dấu dương đúng không? Bên phải cũng dấu hệ số A mang dấu dương, bên trái âm, như vậy là đi xuống và đi lên. Vậy chúng ta có thể kết luận là gì? Đáp án A, đồng biến từ âm vô cùng đến 1, sai rồi. Từ âm vô cùng đến 1 thì hàm số nghịch biến nó mới đúng. Tức là câu này phải là C nhá. Nghịch biến từ âm vô cùng đến 1. Đấy chưa nào? Nhá. Câu hỏi số 2. Đồ thị sau đây là của hàm số nào? Đấy, đồ thị hàm số nào? Ở đây chúng ta sẽ thấy là nó đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn vào nền cuối đúng không? Nét cuối mà đi lên thì hệ số A dương, vậy thì chắc chắn là mình sẽ loại là vấn đề. Cái thứ hai là đây là đồ thị của hàm số bậc 3 đúng không? Rồi nó đi qua những điểm nào đây? Nó đi qua những điểm nào đây các em? Đi qua điểm 0 1 này, đi qua điểm 2 và 3 này đúng không? Đi qua điểm 2 và 3, tức là mình sẽ thay x bằng 2 vào ấy. Được chưa? Mình sẽ thay cái x bằng 2 vào. Ví dụ các em lấy cái máy tính này. Đúng không? Các em lấy cái máy tính này. Đấy nha, các em lấy cái máy tính cho thầy này. Các em thấy em thay cái x bằng 2 và y bằng trừ 3 vào xem cái nào thỏa mãn nó được thôi. Ví dụ như là x mũ 3 trừ 3 x bình rồi cộng 1, cái em thay x bằng 2 vào đây thì nó là âm 3. Như vậy ý A nó đúng rồi này. Thử cái ý B xem nhá. Ý B thay x bằng âm 2 vào. Đấy, 2 vào còn ra âm 3. Đấy, sai này, thấy chưa? Ra 2 vào nó ra 3 này. Như vậy ý B là sai. Ý C thì sao này? Ý C mà các em thay 2 vào nó có ra âm 3. Đấy, thay 2 vào nó là 21. Như vậy ý C sai, ý B và ý D đều sai cả. Cho nên là chúng ta sẽ chọn được cái đáp án gì? Chọn được cái đáp án A luôn, thấy chưa? Thì chúng ta sẽ chọn A luôn nhá. Câu hỏi số 2. Số 3. Cho anh lập phương ABCD A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy góc giữa AC. Đây, góc giữa AC đây. Và B phẩy D phẩy đây. Thì rõ ra hai cái đường này
Đây. Cái B phẩy D phẩy thì nó lại chính là song song với cái đường BD. Đúng không? Đấy, thì ta thấy AC và BD vuông góc với nhau. Hình lập phương mà, hình vuông mà. Đấy. Thì hai thằng này vuông góc với nhau thì hai cái đường màu vàng nó cũng vuông với nhau thôi. Tức là câu này đã bảo là A. Câu hỏi số 4, cho hàm số Fx có đồ thị nhân vẽ, hỏi hàm số Fx có bao nhiêu cực trị. Thì hàm số này có bao nhiêu cực trị thì kém đơn giản thôi đúng không? Cái này có một điểm lõm xuống này, thấy không? Một điểm lõm xuống là một cực trị thôi. Cái điểm này không phải là cực trị nha, cái điểm này không hề lùi lên cũng không hề lõm xuống. À, nhá, câu 4 thì B. Câu 5. Câu 5. Giao điểm Y của hai đường tiệm cận là gì? Đấy, giao điểm Y của hai đường tiệm cận là gì? Đây, chúng ta cùng xem nha. À, thứ nhất là tiệm cận đứng. Tiệm cận đứng thì chúng ta sẽ cho mẫu bằng 0 đúng không? Cho mẫu bằng 0. Thì như vậy là x bằng 0. Tiếp theo, tiệm cận ngang. Tiệm cận ngang thì chúng ta sẽ cho Y bằng... đây, các em thấy bậc tử là bằng bậc mẫu đúng không? Các em thấy bậc tử bằng bậc mẫu thì chắc chắn hệ số của Y sẽ là âm 2 chia 1 là âm 2. Đấy. Đây, hệ số âm 2 chia 1 này. Âm 2 chia 1 âm 2. Như vậy cái tiệm cận đứng với tiệm cận ngang nó chính là tọa độ giao điểm. Các bạn đấy nhá. Câu số 6. Trong không gian cho hai vectơ A và B tạo với nhau một góc 60 độ. Độ dài của A bằng 3, độ dài của B bằng 4 khi nó A nhân B bằng mấy? Các em ghi nhớ là A nhân B thì bằng độ dài vectơ A mà nhân với độ dài vectơ B nhân với cột góc giữa vectơ A và vectơ B. Lúc này độ dài A là 3, độ dài B là 4 và cột này là cột 60. Vậy thì cột 60 mà bấm máy thì nó ra 1 phần 2 đấy. Như vậy là chỗ này là 6 này. Còn B thôi. Câu 7. Cho anh chọn ABCD, còn ABCD là hình bình hành. ABCD là hình bình hành. Đây các em. Như vậy bạn có SA trừ đi SB bằng vectơ BA đúng không? Lấy điểm sau nối với điểm trước là được. Mà vectơ BA này, tất nhiên chúng ta sẽ chưa thấy đáp án đâu. Nhưng mà các em để ý vectơ BA này. Chính là vectơ gì các em? CD đúng không? Vector BA chỉ là vector CD luôn nhé. CD, hai vector này bằng nhau rồi. Đúng không? Câu 8. Trong cả dãy số hàng tổng quả UN, dãy nào là dãy cấp số cộng? Dãy nào là dãy cấp số cộng thì thầy nhắc lại cái công thức tổng quả của cấp số cộng này. Đó là UN sẽ bằng U1 cộng N trừ 1 nhân D. Trong đó D được gọi là cộng sai. Đấy nhá, câu sai. Hay nói cách khác thì cái phương trình này này. Phương trình này nó chính là cái phương trình bậc nhất của ẩn n. Được chưa? Đấy, phương trình bậc nhất của n. Nhá. Thì cái này cũng đúng rồi. Được chưa? Đấy, cái này cũng không, cái này cũng không. Chắc chắn là đấy thôi. Đấy, nó có mỗi một cái thằng n ở đằng này thôi. Được chưa? Như vậy là cái câu 8 này là bạn là đấy nhá. Câu 9. Tìm min max ở của một hàm số trên khoảng từ 0 đến 1. Nào, tìm min max của hàm số đến khoảng từ 0 đến 1 nào. Tìm min max à. Thì các em ghi nhớ là để tìm min max được thì nó sẽ có 3 bước, đúng không? Đào hàm. Đào hàm của x mũ 3 là 3x bình phương. Đào hàm của một phân x là trừ một phân x bình phương. Các em cho nó bằng 0. Vậy thì các em quy đông lên nào. 3x bình phương bằng một phân x bình. Vậy tương đương ở đây là 3x mũ 4 bằng 1. Vậy thì x mũ 4 là bằng 1 phần 3. Vậy tương đương ở đây là x bằng căn bậc 1 đến căn bậc 3. À xin lỗi, 1 căn đến căn bậc 4 của 3 đúng không? Và nếu như chúng ta vẽ cái bảng biến thiên ra thì chúng ta sẽ thấy là x bằng đáp án B luôn đấy. Đây, minh chứng này. À, chúng ta nên nhớ là chúng ta chỉ xét từ 0 đến 1 thôi nhá. Đấy, và cái số 1 trên căn bậc 4 của 3 nó nằm ở giữa này. Nguyên tắc điền dấu này. Nguyên tắc điền dấu thì các em có thể là thử một số giá trị bất kỳ đấy. Ví dụ là từ 1. Từ 1 đến căn bậc 4 của 3.
Từ 1 đến căn 4 này. Đấy nha. Ta sẽ là 1 trên căn bậc 4 của 3 là gần bằng bao nhiêu nhỉ? 0,75 đúng không? Đấy, 0,75 thì các em có thể là thay một số giá trị bất kỳ. Ví dụ như là 3x bình trừ 1 phần x bình thì các em cá nhân đây là 0,9 chẳng hạn. Đấy, 0,9 thì nó sẽ nằm ở giữa 0,7 mấy đến 1 đấy, đúng không? Ta xem cái giá trị này âm hay dương. Đây, các em thấy là cái số 1,19 đây này, nó chính là số dương đúng không? Nó chính là số dương. Vậy thì các em cũng đoán được là cái giá trị ở trong này, trong cái khoảng này sẽ là mang dấu dương, ngược lại bên này là âm. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ min tại cái điểm này. Đây là giá trị min đấy các em. Vậy thì nó min tại x bằng 1 trên căn bậc 4 của 3 nhá. Vậy mình có thể hình dung là, thực ra mà nói như này, kinh nghiệm dành cho các bạn đó là các bạn cứ đào hàm này, đúng không? Rồi mình giải ra x, thì cái giá trị của x đó thường là giá trị làm cho hàm số mắc min luôn nhá. Đấy, đỡ mình vẽ cái bảng biến thiên ra cho nó mất thời gian. Được chưa? Tiếp tục với câu hỏi số 10. Đây, câu này là câu khiến cho rất nhiều bạn thanh niên đổ máu. Được chưa? Nào, cho hàm số f(x) có đồ thị nhân vẽ trên hàm số này đạt giá trị nhỏ nhất trừ khoảng thứ 0 về 1,5 là bao nhiêu? Ở đây đồ thị của người ta cho là đồ thị của f(x). Được chưa? Đồ thị của f(x). Cẩn thận này, đồ thị này là đồ thị của f(x) nha. Rất nhiều bạn sẽ tìm là giá trị nhỏ nhất trên khoảng từ 0 đến 1,5. Là nhiều bạn sẽ thấy là đồ thị này trong khoảng từ 1,5 không không nghe thấy gì à. Rồi rồi, nghe thấy chưa? Đây đây là đồ thị của f này. Đây là đồ thị của f này. Đồ thị của f thì các em sẽ phải đổi nó sang cái đồ thị của f(x) nhá. Đấy, để mình đọc cái mí mắt. Thế cụ thể là đồ thị f(x) nó cắt trục quanh tại hai điểm này là 0,1 đúng không? 0,1. Đấy. 0,1 thì đây chính là điểm cực trị của hàm số 0,1. Tại đấy thì f(x) bằng 0. Đó. Những cái nét nào mà nằm ở trên trục quanh ấy thì f(x) mang dấu dương. Ví dụ từ âm vô cùng thì không, thì f' của chúng ta nằm ở trên trục quanh thì nó mang dấu dương. Và từ 0 đến 1 f' nằm cả đồ thị nằm ở dưới trục quanh, tức là mang dấu âm. Và toàn bộ nằm từ đây lên đây là mang dấu dương. Đấy. Vậy thì các em có thể thấy là từ 0 đến 1,5 ở đâu này thì cái đồ thị của chúng ta sẽ chỉ trong khoảng này thôi. Rõ ràng thì cái điểm min của ta nằm ở đây này. Đấy, min. Thì min của chúng ta là tại x bằng bằng 1 đúng không? Đấy. Cho nên cái câu này là cẩn thận nha. Câu này rất nhiều bạn sẽ là chọn B. Bởi vì cái min của nó là bằng 1 phần 2. Đấy. Được chưa? Ok. Câu hỏi số 11 nha. 11.
liên quan đến công thức tích vô hưởng này, cho không gian, trong không gian cho hai vectơ A và B có cùng độ dài bằng 1. Biết rằng góc giữa hai vectơ đó bằng 120 độ. Giá trị của cái này là bằng bao nhiêu? Đấy. Giá trị của cái này là bằng bao nhiêu? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ nhân ra thôi, đúng không nhỉ? Cách làm rất đơn giản, đó là nhân ra. A cộng 2B nhân với B thì nó chính là A nhân B cộng với 2B nhân B thì nó chính là bằng này, tích vô hưởng ấy, tích vô hưởng thì nó chính là bằng độ dài vectơ A nhân độ dài vectơ B nhân với cột góc giữa A và B, đúng không? Rồi, thế còn B nhân B thì nó có thể đổi ra thành B bình luôn, được chưa? Độ dài của vectơ B bình luôn nhé. Độ dài vectơ B bình luôn. Vậy thì độ dài của A và B đều bằng 1 hết, đúng không? Cột này là cột bao nhiêu ạ? Góc giữa hai vectơ là bằng 120 độ, đúng không? Như vậy là chỗ này là cột 120 độ. Cộng với 2 lần B, B là bằng 1. Đấy, B là bằng 1. Vậy như vậy cột 120 là bằng -1/2. Cộng với 2 là thành 3/2, tức là chỗ này sẽ là bằng 1,5, đáp án là C. Được chưa? Đó. Đấy nhá. Tiếp nhá. Câu hỏi số 12 nào. 12 là gì đây? 12 là gì nào? Cho lập phương ABCD A'B'C'D' có độ dài cạnh nó bằng 2. Độ dài cạnh bằng 2. Khi đó thì đoạn AC, đây cái đoạn AC đoạn này, nhân vô hưởng với BC vậy, B'C vậy. Nhân vô hưởng. Hai đoạn này nhân vô hưởng với nhau là cái gì? Nào. Tích vô hưởng của nó chỉ bằng độ dài của AC, đúng không? Nhân với B'C luôn. Kèm nhân với cột góc giữa vectơ AC và B'C theo đúng cái công thức là nó như thế, đúng không? Đúng chưa? Mà AC thì bằng 2. À xin lỗi, AC thì bằng gì? AC này, đây là hình lập phương, đúng không? Hình lập phương thì đường chéo của hình vuông là hai căn gì các em? Hai căn 2, điều này các em biết không? Đường chéo hình vuông là hai căn 2. BC, B'C nó chỉ là bằng 2 luôn. Đấy. Bây giờ góc giữa hai đường màu vàng là bao nhiêu? Nào, góc giữa hai đường màu vàng là bao nhiêu đây? Đó đang cái B'C ấy. B'C thì cũng như là BC thôi, đúng không? B'C cũng như là BC. Thì cuối cùng là nó chính là cái góc ở đây. Thầy đã đổi cái B'C thành BC nha các em nha. Đấy, nó chỉ là cột góc giữa AC với vectơ BC như nhau. Thì rõ ràng cái góc này thì các em thấy cái góc này là 45 độ được, đúng không? Đấy, hình vuông á. Hình vuông thì kẽ nhỏ này bằng 45 thôi. Như vậy là 2 căn 2 mà nhân 2 nhân với cột 45. Chỗ này là 45. Là căn 2 trên 2 đấy. Vậy thì 2 về 2 là hết này. Kết quả là 4, đúng không? Đây, đáp án là D thôi. Nhá. Ok. Hello. Rồi. Ta sang cái giao thức số 2, đó là giao thức đúng sai. Cái này mình khó này. Nếu mà trả lời được ý 1, một ý thì cả bạn được 0,1 điểm. Được chưa? Để theo đúng form đề thi của bố nha. 2 ý thì bạn được là 0,25. 3 ý thì các bạn được là 0,5. Và 4 ý thì các em sẽ được là 1 điểm. Được chưa? Cho nên là cứ mỗi câu mà sai thì các em mất đi 0,5 điểm. À, một câu các em trả lời được đúng được 3 ý thì coi như các em mất đi 0,5 điểm mỗi câu nha. Thì chúng ta có tổng là theo cấu trúc đề của bộ thì các em có tổng có 4 câu, đúng không? 4 câu đúng sai nhá. Ok, chúng ta sẽ thử cái câu hỏi số 13 này nào. Đồ thị này là đồ thị của F'. Đồ thị này là đồ thị của F'. Được chưa? Rồi, cẩn thận nhá, đồ thị F' là phải cẩn thận đấy. Thì nhớ là cái nét năm trên trục hoành ấy thì nó là đồng biến, mà nét năm dưới trục hoành là nghịch biến. Đấy. Từ 5 đến dấu vô cùng. Đây, 5 đây, đến dấu vô cùng đây. Thì rõ ràng là đồ thị này nằm trên trục hoành. Mà nằm trên trục hoành thì là A đúng. Được chưa? A đúng. Ý B, âm vô cùng thì không, đúng ạ. Đúng nhỉ? Âm vô cùng thì không.
Ở vô cùng thì không, ngày nay cũng nằm trên trục khoanh thì rõ ràng nó cũng là gì? Là đúng. Được chưa? Đúng, đúng không? Các bạn thử comment cho thầy ý C xem nào. X bằng 2 là một điểm cực trị của đô thị F phẩy. Cái này đúng hay sai? Vậy D là cái này đúng hay sai? Nào, ý C là đúng hay sai? Rồi, bạn quý sáng comment sai, bạn cú đấm xem xét comment đúng. Rồi, câu này là sai game nha. À, câu này là đúng game nha. Được chưa? Đấy. Vì sao? Đây. X bằng 2 nha, x bằng 2 này. Đây là đô thị F phẩy đúng không? Đây là đô thị của F phẩy. Vậy thì x bằng 2 này là cái điểm nhô lên thì nó chính là điểm cực đại của F phẩy. Hay còn gọi là điểm cực trì của F phẩy. Thì điều này là đúng. Ví dụ này, người ta hỏi các bạn là nó khá cái câu này này, x bằng 2. Có nhiều bạn sẽ bị nhầm ở cái câu này, đó là x bằng 2 là một điểm cực trì của Fx. Thì câu này là sai này. Bởi vì x bằng 2 nha, F phẩy nó không đổi dấu qua x bằng 2 đúng không? Đây, các em thấy F phẩy nó không đổi dấu, nó luôn âm này. Qua x bằng 2 nó vẫn âm này. Cái nét này, hai cái nét này, thông qua 2 nó nằm ở dưới trục khoanh cả, tức là F phẩy luôn âm. Tức là nó có không có sự đổi dấu ở đây. Cho nên cái x bằng 2 này sẽ không phải là cực trị của Fx. Nhưng nó lại là cực trị của F phẩy. Hiểu chỗ này không? Thì các em sẽ cần phải cẩn thận ở cái câu này nhá. Tiếp theo. Đấy, sẽ có rất nhiều bạn dính bẫy câu này nhá. Fx bằng 3. Fx của 3 cực trị. Đã sai đúng không? Ở đây các bạn thấy x bằng 2 không phải là cực trị của x bằng 2 nó không phải là cực trị của Fx. Được chưa? X bằng 0 và x bằng 5 thôi nhá. Đấy. X bằng 0 và x bằng 5 thôi. Cho nên cái câu này là sai. Được chưa? Cẩn thận nhá. Đừng nhầm. Rồi, như vậy là cái ý này là đúng sai nhá. Sai một ý thì trừ 0,5 nhá. Tiếp theo, câu hỏi số 14. Hàm số x mũ 3 trừ 6x bình trừ 15x cộng 20. Hàm số này cắt trục tung tại tung độ 20. Rồi, xem cái câu này là đúng hay sai nào. Câu này đúng hay sai này. Cắt trục tung tức là kém hiểu là cắt trục tung là ý ô ý đấy, hay nói cách khác là x bằng 0 đấy. Nghĩa là em thay x bằng 0 qua đây, em thay x bằng 0 qua đây thì rõ ràng là y bằng 20. Thì cái điều này là gì kém? Là đúng rồi. Đúng không? Thay x bằng 0 ở đây, 0 0 0 thì y bằng 20. Đúng không ạ? Tiếp theo hàm số đồng biến đến cái khoảng này. Đấy. Thực ra cái câu này mình có thể trả lời như nào ạ? Sai ngay lập tức không cần phải phải là suy nghĩ. Đúng không? Sai ở chỗ nào? Cái ý B này là sai này. Lý do là bởi vì khi kết luận đồng biến nghịch biến thì cái dấu giáo này là không được ký hiệu này. Được chưa? Đấy. Mình chỉ ký hiệu với nhau là bởi chữ va thôi nhá. Đồng biến đến khoảng này va cái khoảng kia không? Ta thì chưa khảo sát hàm số nên chưa biết được là nó đồng biến đến hai khoảng này có đúng hay không, nhưng mà cái dấu này là sai chắc rồi. Được chưa? Ý C, điểm uốn của đôi thi hàm số này là gì? Đấy. Thì điểm uốn thì cái lưu ý là có hai cái cách làm. Có nhớ điểm uốn là gì không các em? Điểm uốn thì có hai cách, là một là các em khảo sát hàm số. Được chưa? Cách một là vẽ bảng biến thiên và khảo sát hàm số. Thì cái điểm uốn nó chính là cái phần mà nằm ở giữa cái cực đại và cực tiểu ấy nhá. Đấy, nằm ở giữa này. Có thể hiểu đơn giản là cái trung điểm của cực đại cực tiểu, tức là các em đi tìm tọa độ cực đại và tìm tọa độ cực tiểu, sau đó các em tính trung điểm ở giữa là được. Nhưng mà thầy thì thầy nghĩ là các em nên làm cách này này. Đó là các em tính F2 phẩy điểm uốn, tức là các em đi giải phương trình F2 phẩy mà không. Đấy. Ở chỗ này thì em suy ra là F'x bằng 3x bình phương trừ đi 12x trừ đi 15. Thì F2' nó chính là 6x trừ đi 12 bằng 0. Như vậy là x bằng 2. Đấy, x bằng 2.
Vậy thì với x bằng 2 thì các em thay vào đây sẽ tìm lại fx này. Đấy, sẽ tìm lại fx. Đúng không ạ? Nào, chúng ta thử lấy máy tính ra thử bấm xem không. X mũ 3 đúng không? Trừ 6x bình đúng không? Trừ 15x cộng với 20. Ok, các em thay can x bằng 2 vào đây. Đấy, tức nó là trừ 26 đúng chuẩn nhá. Trừ 26 luôn. Đúng không ạ? Trừ 26 luôn. Vậy thì suy ra y bằng trừ 26. Vậy cái y này là đúng chắc rồi đúng không? Đấy. Được chưa? Đó, thì đó là cách để chúng ta tìm ra cái điểm muốn. Hoặc cách thứ hai là cái vẽ bảng biến thiên, nó tìm trung điểm của cực đại cực tiểu cũng được. Đây. Người ta yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất của cái khoảng này trên thì đây bằng trừ 80. Nào, để làm được cái này thì các em khảo sát hàm số 3x bình phương trừ đi 12x trừ 15. Các em giải ra x bằng trừ 1 đúng không, 3x bằng 5. Vậy thì chúng ta sẽ ra được f(x) và f(x) vô cùng đỉnh xuống vô cùng này, cứ khảo sát ra đây nhá. Điền dấu thì chúng ta điền ngoài cùng trong trái rồi. Lên xuống lên. Đấy. Bây giờ các em lấy cái số trừ 1 các em thay vào đây. Thay vào đây. À, thay vào đây được bao nhiêu nhỉ? Trừ 1 mà thay vào á. Được 28 đúng không? Chỗ này trừ 80 này. Rồi bây giờ chúng ta thấy là cái trừ 4 này. Đúng không? Để dưới một cung này. Đấy, trừ 4 đi dưới một cung ấy thì cái đồ thị của ta như này, được chưa? Vậy thì rõ ràng là cái giá trị nhỏ nhất là trừ 80 là chính xác nhá. Min ở chỗ này luôn, đáp án là gì? Đúng, được chưa? Như vậy cái câu này sẽ là đúng sai, đúng sai, à xin lỗi, là đúng sai đúng đúng nhá. Đấy, đúng sai đúng đúng, được chưa? Đấy, thì cái bài này còn lưu ý cho các bạn cái điểm uốn. Điểm uốn cũng có thể là các em lấy cái trung điểm của đoạn này cũng được này. Điểm uốn các em có thể lấy trừ, lấy nhá, lấy 28 cộng với âm 80 chia đôi thì nó cũng ra được âm 26 ấy. Thử mà xem. Đúng không ạ? Rồi, tiếp nhá. Tiếp này. 15. 15 nào. 15 ta xem đúng hay sai nào. Cho hàm số f(x) có đồ thì nhìn vẽ hàm số này sẽ đồng biến tới khoảng từ trừ 1 đến 0. Hàm số này có đúng hai điểm cực trị. Rồi, các em xem trừ 1 đến 0 đúng không nào. Trừ 1 đây đúng không? 0 đây, đúng hay sai đây? Trong khoảng từ trừ 1 đến 0, hàm số đồng biến đúng hay sai đây? Trong khoảng từ trừ 1 đến 0 thì rõ ràng là nó đi gì các em? Đi xuống. Vậy thì có đồng biến được không ạ? À, sai rồi, đúng không? Sai. Tiếp, hàm số fx có đúng hai điểm cực trị trên đoạn từ trừ 2 đến 2. Đến đoạn từ trừ 2 đến 2 đúng không? Đến đoạn từ trừ 2 đến 2 là trong khoảng này đúng không? Từ đây là đây. Thì rõ ràng đồ thị của chúng ta có hai điểm cực trị đây và đây. Đúng không? Như vậy cái này là đúng. Nhá, đúng. IC hàm số fx trừ 3x nghịch biến đến khoảng từ 0 đến 2. Đấy, nghịch biến đến khoảng từ 0 đến 2. Thì câu này cũng khó này. Fx trừ 3x nghịch biến đến khoảng từ 0 đến 2. Vậy thì ta làm như nào? Đấy, ta làm như nào? Thì các em có thể làm như sau. Đầu tiên, để biết được thang này nghịch biến đến khoảng nào thì các em phải biết được fx là gì đã. Đúng không ạ? Thì các em thấy là cái hàm số này là hàm bậc 3 đúng không? Đồ thị hình chữ N là hàm bậc 3. Thì các em sẽ gọi cho thầy fx là bằng ax mũ 3 cộng với bx bình cộng với cx cộng d. Các em tìm ra ABCD là được nhá. Tìm ra ABCD là được. Cụ thể là fx của chúng ta nó đi qua cả điểm sau 4 ẩn đúng không? 4 ẩn thì các em sẽ cần 4 phương trình để giải. Tức là cụ thể là nó sẽ đi qua, thứ nhất là điểm này là điểm trừ 1, 3 này. Thứ hai ấy, là cái điểm thứ hai đó là 2, 3, 3 này. 2, 3, 3 này. Và thứ ba nữa là cái điểm 1 và trừ 1 này.
thay 1 vào nó ra trừ 1 này. Và thứ tư nữa là điểm F của đây cái điểm này trừ 2 1 trừ 1 đấy. Đúng nhỉ? Rồi bây giờ thay vào thôi. Trừ 1 thay vào là trừ A cộng với B trừ C đó, cộng với D bằng 3. Được chưa? À, đúng không? Trừ 3 trừ A cộng B trừ C cộng D bằng 3. Rồi, ok. Tiếp tục thay 2 vào được 8A. Đúng không? Thay vào đây được 4B. Thay vào đây được cộng 2C cộng với D thì bằng 3 luôn. FT1 tức là bằng A cộng B cộng C cộng D cộng trừ 1. Và thay trừ 2 vào được trừ 8A cộng 4B trừ 2C cộng với D thì bằng trừ 1. Bây giờ chúng ta sẽ lấy máy tính ra để tìm lại ABC nhé. Menu 9 1 4. Ok, nhập trừ 1 1 trừ 1 1 và 3. Nhập 8 4 2 1 và 3. Nhập 1 1 1 1 và trừ 1. Nhập trừ 8 4 trừ 2 1 và trừ 1. Rồi ra 1 này, 0 trừ 3 và 1. 1 1 0 trừ 3 và 1 nhá. 1 0 trừ 3 và 1. Như vậy tương đương ở đây A là bằng 1, B bằng 0, C bằng trừ 3 và D bằng 1. Ok. Lai mấy giờ vậy à? Thầy lai lúc 2 giờ ấy. Thì như vậy là cái fx của ta sẽ được là bằng A là 1 rồi đúng không? A là 1 là x mũ 3 này cộng với B là 0 đúng không? Cộng với C D là 1 này. Được chưa? Đấy. Vậy thì cái hàm số của chúng ta là fx trừ 3x. Đấy, fx trừ 3x đúng không? Thì bằng x mũ 3 trừ đi nó trừ đi 3x nó thành trừ 6x đến khoảng là 0 đến 2. Chúng ta sẽ đến khoảng từ 0 đến 2. Có đúng là nó nghịch biến hay không này? Bây giờ để mà biết được nó nghịch biến hay không thì các em đào hàm đây lập bảng biến thiên cho nó thôi. 3x bình trừ đi 6 bằng 0. Như vậy là x bình bằng 2 đúng không? X bình bằng 2 thì x bằng cộng trừ gì? Cộng trừ căn 2 đúng không ạ? Vậy lập bảng biến thiên này. X này, f phẩy x này. Ở đâu? Cái này là y phẩy nhá, y phẩy này. Cái này là y này, âm vô cung này, dương vô cung này. Được chưa? Bây giờ các bạn điền trừ căn 2 và căn 2 vào đây. Dưới đây chắc chắn là không không thôi. Bên phải thì ngoài cùng dấu hệ số A. Sau đó đánh dấu. Bây giờ chúng ta thấy là D3 yêu cầu xét trên khoảng từ 0 đến 2. Đấy, 0 đến 2. Thì rõ ràng trong cái khoảng từ 0 đến 2 này các em quan sát thấy này. Rõ ràng trong cái khoảng từ 0 đến 2 này cái đồ thị của ta vừa đông vừa nghịch đúng không? Thì không thể nào mà kết luận là nghịch biến được. Cho nên cái ý này là sai luôn. Được chưa? Đấy, thì cái ý này nó hơi khó. Được chưa nhỉ? Hiểu không nào? Đấy. Thì như vậy là để tìm được ABCD thì các em cho nó đi qua 4 điểm ở đây đó. Có đủ 4 điểm trong người ta cho sẵn rồi đúng không ạ? Rồi thì như vậy là khi mình đã làm được ý C rồi ấy, thì cái ý D nó quá đơn giản luôn. Người ta hỏi các bạn là F10 có lớn hơn F7 không? 10 mũ 7 không? F10 đây ý D này. F10 có lớn hơn 10 mũ 7 không? Thì các em chỉ cần là thay 10 vào cái FX là được. Đấy, thay vào đây đúng không? À xin lỗi, thay vào FX thay vào đây chứ đúng không? Đấy, thay vào đây chứ. Đúng ạ, thay vào đây này. Như vậy là 10 mũ 3 đúng không? Rồi. 10 mũ 3 trừ đi 3 nhân 10 cộng 11. Rõ ràng lớn hơn 10 mũ 7 là không đúng, đúng không? Nhìn qua đã thấy rồi, 10 mũ 3 sao mà lớn hơn 10 mũ 7 được, cho nên cái ý này là sai. Vậy thì các em có thể kết luận là ý này là sai luôn. Vậy thì là sai, đúng sai sai nha các em nhá.
Rồi, các có thể vào cái nhóm rũ lá để các bạn lấy được cái link D này bạn nhá. Sau cái buổi này thì thầy sẽ up vào thôi. Được chưa nhỉ? Các bạn tiểu sử xem đây nhá. Ok chứ để thầy quyển chữ chuyển câu này, thầy chuyển này, 16 này. Lại một câu liên quan đến hình, được chưa? Trong hình không gian SABCD có đáy ABCD là hình hình hành tâm Y, E với F là trung điểm của BC với AD. Đây. Đây là điểm E và đây là điểm F nhá. Đấy, thầy zoom to ra xíu nữa cho các bạn dễ nhìn này. Thấy chưa? Đấy nhá. Bây giờ người ta bảo là AB cộng AD thì bằng AC đúng hay sai đây? AB cộng với AD này, đây, AB cộng với AD thì bằng AC đúng rồi. Cái này là quy tắc hình bình hành đúng không? Cái này thì ai cũng phải biết rồi đúng không ạ? Đấy, hai cái đường này cộng lại với nhau ra đường chéo của hình bình hành, quá dễ. SA có cùng phương với FI không? Đấy, cùng phương tức là sao các em? Cùng phương tức là nó phải song song. Mà các em nhìn này, ý F này mà nối lại với nhau thì làm sao mà song song với SA được đúng không? Cùng phương tức là song song các em nhá. Như vậy cái này nó cũng sai luôn các em. Sai luôn. Rồi, ý C là 2 lần AF bằng AF cộng BC. 2 lần AF à. Đây các em thấy AF đây này. Bằng AS cộng với BC. Ừ, cái này thì quá đúng rồi đúng không? Đây, các em nhìn này. Nhớ cho thầy quy tắc đường trung tuyến nhá. Cái này học từ thứ 10 kìa. Khi trong tam giác ABC này thì bạn luôn có là vectơ AB. Đúng không? Vectơ AB này cộng với vectơ AC này, đúng không? Nó sẽ ra hai lần vectơ gì? AM nhá. Để nhớ cái này nhá, để làm cái này. Ở đây ta thấy AF đường trung tuyến chưa? AF đường trung tuyến thì hai lần AF nó sẽ bằng AS cộng với AD. Thấy chưa? Có đúng AS cộng AD không? Như cái hình như thấy không? Đường trung tuyến mà. Mà AD thì lại bằng B gì? À, AD thì bằng B, B, BC đúng không? BC. Vậy thì các em suy ra là AF chia 2 2 vế thì có phải thành AS cộng gì các em? BC không? Đó, thì như vậy là cái ý này nó cũng đúng. Được chưa? Ok. Tiếp theo nào. Cái ý D thì đúng hay sai các em? Ý D thì là đúng hay sai nào? Ý D là đúng hay sai? EF này. Ý đấy này, ta thấy EF để đi được từ E đến F thì có rất nhiều đường khác nhau. Trong đó thì có hai đường nổi bật nhất, các em nhìn nha. Để đi từ E đến F được thì các em có thể đi từ E đến B, đúng không? Sau đó đi từ B đến S, B đến S. Sau đó đi từ S đến F thì đó là một cách. Chứ nó cũng giống như là kiểu mà đi Google Maps ấy các bạn. Tiếp theo, EF này cũng có thể đi theo hình thức ở dưới đó là EC. EC cộng với CB cộng với DF. Nhá, thì đây là hai cách, giống như các bạn đi từ nhà em đến nhà crush em thì có rất nhiều cách ấy. Thì bạn phải tìm ra cái đường mình đi. Đấy, mình thầy nhắc lại một lần nữa là các em đi theo EB, BS, sau này SF. Hoặc các em cũng có thể đi theo EC, CD, DF. Thì hai cách khác nhau. Các bạn làm cách nào cũng được nhá. Rồi, thì như vậy là các em có thể cộng về theo về luôn. Thì thành hai lần EF. EB cộng với EC nha các em như này, EB cộng với EC này. Thì nó là hai vectơ đổi nhau. Mà hai vectơ đổi nhau thì cộng lại là bằng 0. Được chưa? Hai thằng này cộng lại bằng 0. Tương tự hai thằng này cộng lại cũng bằng 0. Đây, EF này. CF này, cộng lại đều bằng 0 hết. Đổi nhau mà. Đấy. CF này. Hai vectơ này cũng đổi nhau luôn. Cho nên cộng lại cũng bằng 0, còn lại BS cộng với CB. Thì các em chia 2 2 vế. Chia 2 2 vế thì nó ra kết quả luôn. 1 phần 2 lần của BS. CB thì CB. Chỗ này là CD chứ nhỉ? Chỗ này là CD nhá. Đấy, CD nhá. CD.
CD thì đổi lại thành trừ DC thôi. Được chưa? Đó, thì như vậy là cái ý này nó cũng đúng luôn các em. Như vậy là mình có đúng sai đúng đúng nha. Đó. Nhớ nha, cứ sai một ý là bị trừ 0,5. Được chưa? Sai một ý là bị trừ 0,5. Rồi, cái nhà số 3 là điền câu trả lời ngắn các em. Điền câu trả lời ngắn đó. Như là điền đáp số đấy. Cái này cũng 6 câu. Câu này mình dễ sai này này. 17. Sau khi phát hiện một bệnh dịch thì chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh là Ft như này. Nếu xem Ft, F phẩy T là tốc độ truyền bệnh thì tốc độ truyền bệnh lớn nhất là bao nhiêu? Câu này cẩn thận cực kỳ dễ sai này. Về nguyên tắc để tìm được bài này thực ra là bài toán thực tế mí mắt. Bài toán thực tế mí mắt thì mình chỉ cần là mình đào hàm. Mình cho cái F phẩy bằng 0 nó xong đúng không? Đấy. Thế nhiều bạn sẽ làm như này. Đó là cái em đào hàm cái F phẩy x sẽ bằng 90t trừ đi 3t bình phương, sau đó các em cho bằng 0. Như vậy các em giải là t bằng 30. Thì các em sai đấy nha. Được chưa? Bài này người ta yêu cầu là các em F phẩy t là tốc độ truyền bệnh và cái tốc độ truyền bệnh này lớn nhất là bao nhiêu? Tức là ý là các em không phải đi tìm min max của Ft mà đi tìm min max của F phẩy t. Đấy, tức là các em đi đào hàm F phẩy t này. Các em đào hàm ra ra 90t trừ đi 3t bình đúng không? Tức là các em phải đi tìm max của thằng này là bao nhiêu? Được chưa? Chứ không phải đi tìm max của Ft. Thì câu này rất nhiều bạn sẽ bị nhầm như này. Và dẫn đến câu này bị sai mà không hề nắm. Thì khi đó thì để mà tìm max được thì các em đào hàm của F phẩy là thành F 2 phẩy là thành 90 trừ đi 6t. Các em cho cái này bằng 0 thì như vậy t bằng 15 nhé. Như vậy cái đáp số của chúng ta sẽ bằng 15. Đấy, 15 nha. Thì cái câu này sẽ khiến cho rất nhiều thanh niên bị sai. Được chưa nhỉ? Ok, 18. Tiếp nhá, 18. Cho hàm số fx nghịch biến đến r, tập nghiệm bất phương trinh trên chứa bao nhiêu số nguyên? Ok. Đây là một câu hỏi liên quan đến đồng bình nghịch biến. Được chưa? Đồng bình nghịch biến nhá. Đồng bình nghịch biến. Các em nhớ này, hàm số mà nghịch biến ấy, hàm số fx mà nghịch biến ấy. Đấy. Mà x1 nhỏ hơn x2 thì fx1 ngược lại sẽ là gì các em? Sẽ là lớn hơn fx2. Ngược lại nhá, nghịch biến mà. Vậy thì f của x bình trừ 49 nó lớn hơn f của 6x trừ 22 thì các em có thể suy ra. Được chưa? Vì cái hàm số này là hàm số nghịch biến. Cho nên cái x bình phương trừ 49 nó ngược lại nó phải nhỏ hơn 6x trừ 22. Đấy, thử nhớ cái lý thuyết này cho thầy này. Vậy thì x bình phương trừ 6x trừ 49 mà cộng với 22 được bao nhiêu nhỉ? Trừ 49 này. Trừ 49 mà cộng với 22 là được trừ 27 đúng không? Bén không? Vậy thì các em sẽ bấm máy. Nó ra được trừ 3 đến 9 đúng không? Vậy x sẽ là bằng trừ 2 trừ 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Tức là tổng cộng chúng ta có là lấy cuối trừ đầu cộng 1 nha. 8 trừ đi âm 2 là 10, 10 cộng 1 là 11 số. Được chưa? Đáp số ở đây sẽ là 11 số nguyên. Được chưa? Tiếp 19. 19 được không? 19 nào. Cho vectơ A và vectơ B có độ dài bằng 1. Độ dài vectơ A và B bằng 1 thỏa mãn là vectơ A cộng 3B vuông góc với vectơ 7A cộng trừ 5B. Thì hỏi là góc giữa A và B là bằng bao nhiêu? Được chưa? Góc giữa A và B là bằng bao nhiêu? Thì khi mà hai thằng này vuông góc các em này,
Khi hai vectơ này mà vuông góc thì các em sẽ nhân với nhau vô hướng là bằng gì? Bằng gì? Bằng không nha. Được chưa? Thế nhắc lại, nếu mà vectơ A và vectơ B mà vuông góc với nhau thì tích vô hướng của chúng là bằng không. Đấy, thì ở đây hai thằng này vuông góc thì nhân với nhau bằng không thôi. Bây giờ các em nhân bốn bể nó ra đi, thành 7a. A nhân A là thành A bình luôn. Trừ đi 5 lần của vectơ A nhân với B. Chỗ này là cộng với 21 lần vectơ A nhân với vectơ B. Trừ 15 lần vectơ B bình phương. Đấy, đây là 21 nha. Các em có thể rút gọn lại đã là thành 7 lần vectơ A bình trừ 21 mà trừ 5 mà. 21 mà trừ 5 là được 16 phải không nhỉ? Cộng 16 lần vectơ A B trừ 15 vectơ B bình phương mà không. Mà các em ghi nhớ cho thầy, đó là vectơ A mà bình lên ấy thì nó chính là độ dài của vectơ A bình nhá. Và độ dài của AB là đều bằng 1 hết. Cho nên là vectơ AB bình thì cũng là bằng 1 thôi. Được chưa? Cho nên chỗ này thì là 7. 16 lần vectơ A nhân B thì chính là độ dài của A nhân độ dài của B nhân với cốt của góc giữa vectơ A và vectơ B, đúng không? Trừ đi 15 là bằng 0. Và người ta yêu cầu kèm là tính cái cột này này. Thế 15 mà trừ đi 7 chuyển sang này, 15 mà trừ đi 7 ấy, đúng không? Là bằng mấy? Ở đấy thì ta cũng tính luôn đi, A về B nó bằng 1 cả nhá. Chuyển về nào, 15 mà trừ 7 được 8 này, như vậy là cái cột này sẽ bằng là gì các em? Một phần gì? 1 phần 2, 8 mà chia 16 là 1 phần 2 nhá. Vậy thì đáp số của chúng ta sẽ là 0,5. 1 phần 2 sẽ là 0,5. Các em lưu ý là ở trong cái dạng câu hỏi trả lời ngắn ấy thì chúng ta bắt buộc phải 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 trả lời theo hình thức là số thập phân cả bạn nhá. Được chưa? Chứ chúng ta không trả lời là 1 phần 2 được đâu nhá. Nếu mà bạn nào rõ về cái pháp phóng đề rồi thì sẽ biết là phóng đề của bộ mới ra đấy, thì sẽ biết là mình sẽ trả lời theo số thập phân. Và mỗi cái câu hỏi trả lời ngắn này sẽ mang là 0,5 điểm. Nó rất quý giá, được chưa? Nó ngang hàng với hai câu của đề cũ. À, đề cũ là một câu là 0,2 điểm thôi. À, hơn hai câu của đề cũ này. Cho nên một câu mà không làm được coi như là mất rất là nhiều. Câu 20. Ở một số nước nông nghiệp phát triển, sau khi thu hoạch lúa xong thì người ta cuộn những cuộn hình trụ rồi chất thành từng đống để trở về nhà. Mỗi đống rơm thường chất 5 chồng, sao cho cuộn rơm tiếp xúc với nhau. Đường kính của mỗi cuộn rơm là 1 mét. Đường kính mỗi cuộn rơm là 1 mét, tức là ý là cái bán kính là 0,5. Hỏi cái đoạn SH là bằng bao nhiêu? Đây là SH này. Hỏi từ đây là đây là bao nhiêu? Đó. Hỏi từ đây là bao nhiêu? Thì nó cũng dễ thôi cả bạn. Được chưa? Dễ thôi. Các em làm cho thầy như sau này. Các em sẽ nối tất cả những cái tấm lại với nhau nhá. Ta sẽ cũng chỉ quan tâm về những cái tấm thôi mà, đúng không? Hả? Được chưa? Rồi, thì đây gọi là tam giác ABC đi. Đó. Xét tam giác ABC. Đây là nhìn là thấy tam giác đều rồi đúng không? Nhìn là thấy đều rồi. À, thế bây giờ các em phải tính mỗi cạnh của nó là bao nhiêu? Đúng không? Mỗi cạnh của nó là bao nhiêu? Ở đây chúng ta sẽ thấy là ở giữa có ba cái hình tròn này. Ba cái hình tròn này. Mỗi hình tròn đường kính 1 cho nên là ba hình tròn sẽ là 3. Cộng thêm chỗ này 0,5 và chỗ này 0,5 nữa thành 4. Như vậy cạnh của thằng này là 4. Được chưa? 4. Tem bằng 4. Vậy thì cái đường cao AM nhá. Cái đường cao AM. Đường cao AM thì bằng cạnh 4 nhân căn 3 trên 2 thì gọi là 2 căn 3. Được chưa? Đường cao AM là 2 căn 3. 4 nhân căn 3 trên 2. Đúng không? Ra ra cái này. Vậy thì mình
có được A bơ này này là bằng 2 căn 3 thì mình chỉ cần cộng thêm 0,5 ở trên này và 0,5 ở dưới là được đúng không? Vậy chiều cao SH sẽ bằng là cái đoạn SA này cộng với AH này rồi cộng với MH này. Thì như vậy là thành 0,5 mà cộng 0,5 cộng với 2 căn 3. Kết quả chúng ta là 1 cộng 2 căn 3. 1 cộng 2 căn 3 mà làm tròn là thành gì đây? Nó bằng được 4,46 à? Đúng không? 4,46. Mà nếu mà làm tròn ấy, để chữ số thập phân thứ nhất ấy, tức là mình làm tròn để số 4 ấy, thì đáp số đúng sẽ là 4,5. Nhá. 4,46 thì làm tròn là 4,5. Như vậy đáp số của câu 20 này là 4,5. Cái đó rõ chưa? Thế nhá. Câu này ổn chứ? Ổn đúng không? Câu 21 liên quan đến sản xuất này. Bởi vì D là thầy sẽ là theo form D của bộ thôi, cho nên nó sẽ có cả lớp 11 nữa nhá. Một khối Rubik như hình vẽ là một khối lập phương có 8 đỉnh. Nếu mà mình chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh trong 8 đỉnh thì xác suất để 3 đỉnh đó là 3 đỉnh của tam giác đều là bao nhiêu? Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai. Rồi câu này cũng là một câu khá là khó đấy. Thấy chưa? Đấy. Đây là một hình lập phương em. Thầy vẽ lại cái hình khối lập phương. Đấy. Khối lập phương. Thì có hai thứ ta cần phải tính, một là cái không gian mẫu. Không gian mẫu. Không gian mẫu ở đây đề bài yêu cầu là có 8 đỉnh mà 3 đỉnh, vậy là 3 đỉnh của tam giác đúng không? Thì chỉ cần chọn ra 3 đỉnh là được chứ. Đấy, chọn ra 3 đỉnh là được đúng không? Thấy chưa? Chọn ra 3 đỉnh là được đúng không? Chọn ra 3 đỉnh trong 8 đỉnh thì là C3 vào 8. Đó. Mình chọn ra 3 đỉnh trong 8 đỉnh bất kỳ là cứ chọn ra 3 đỉnh là kiểu gì bạn cũng ra được một tam giác. Nhưng bây giờ này biến cố phải là biến cố tam giác đều. Biến cố yêu cầu phải là tam giác đều. Chứ không phải là tam giác bất kỳ. Nếu mà chỉ chọn 3 đỉnh không ấy thì là tam giác bất kỳ. Cứ chọn ra 3 đỉnh là một tam giác thì đó là tam giác bất kỳ. Nhưng đề bài yêu cầu tam giác này phải là tam giác đều. Đấy, tam giác đều thì kèm hình dung này. Cứ một đỉnh ấy, cứ một đỉnh ấy, nó sẽ chỉ xuất hiện được một tam giác đều duy nhất nằm đối diện thôi. Kèm như nha. Ví dụ thầy sẽ cái đỉnh A ở đây. Thì cái đỉnh A này có duy nhất một tam giác đều nằm đối diện với nó. Không phải tam giác thứ hai. Được chưa? Không phải tam giác thứ hai. Ví dụ cái đỉnh B bên này, đỉnh C bên này, đỉnh C bên này thì có một cái tam giác đều nằm đối diện với nó là cái tam giác này thôi. Đấy. Thì mỗi cái đỉnh nó sẽ chỉ có duy nhất một tam giác đều nằm đối diện. Vậy thì các bạn sẽ có là gì? 8 đỉnh sẽ tạo ra được 8 cái tam giác đều khác nhau. Vậy thì xác suất lúc này sẽ là bằng 8 chia cho C38. Các em hiểu chỗ này không? Một đỉnh thì nằm đối diện nó sẽ là một tam giác đều và ngoài ra không có cái tam giác nào khác. Được chưa? Vậy thì các em sẽ lấy 8 mà chia cho 8 C3. C3. Kết quả chúng ta sẽ được là 0,14 nhé. Được chưa nào? Vậy các bạn có hiểu chỗ này không nhỉ? Một đỉnh thì nó chỉ duy nhất được một tam giác thôi. Được chưa nào? Đỉnh này thì cũng có một cái tam giác đối diện với nó thôi. Đỉnh nào thì nó cũng sẽ có một cái tam giác đối diện với nó cả. Đúng không ạ? Thế nhá. Ok. Rồi, chuyển câu 22. Câu 22 này. Câu 22 này. Một hòn đảo ở vị trí C cách bờ biển D một khoảng là bằng 4 km. Đây, cái chỗ này là bằng 4 km này. Được chưa? Trên bờ biển D, đây là một hòn đảo nha, island nha, island này.
Trên hòn đảo trên bờ biển D, đây bờ biển này, bờ biển là cái đường màu đỏ này nhá. Người ta xây một nhà máy điện, đấy xây một nhà máy điện đây. Ở vị trí A đây. Để kéo đường dây điện ra ngoài đảo thì người ta đặt một trụ điện ở vị trí S. Trên bờ biển như anh vẽ, biết khoảng cách từ B đến A, đây, khoảng cách từ B đến A là bằng 16 đây. Chi phí để lắp đặt mỗi km dây điện là 20 triệu trên một cây và ở đất liền là 12 triệu. Nói chung là ở đất liền thì nó sẽ rẻ hơn đúng không? Đấy, ở đất liền thì nó sẽ rẻ hơn so với ở, tức là ý của người ta sẽ là lắp điện từ nhà máy điện ra đảo. Thì có hai cách. Một là lắp từ đây ra đây luôn. Tất nhiên lắp từ đây ra đây thì toàn bộ đều là đường thủy cả. Đúng không? Lắp từ đây ra đây thì toàn bộ đều là đường thủy cả thì nó tốn kém. Bởi vì lắp ở dây điện ở dưới nước thì đến 20 triệu đây một cây. Đúng không? Thì nó rất là tốn tiền. Cho nên người ta sẽ lắp ở đất liền một đoạn, sau đó mới lắp đường thủy sau. Thì khi đó nó đỡ đi cái chi phí nhá. Vậy thì người ta hỏi là cái trụ điện, đây là cái trụ điện cách nhà máy điện một đoạn bao xa để chi phí là thấp nhất. Vậy thì các bạn có thể làm như sau. Ta sẽ gọi một đoạn là x nhá. Gọi bn là x. Thì cái đoạn còn lại sẽ là 16 trừ đi x. Đấy. Tức là lắp ở trên đất liền ấy, lắp ở đất liền ấy, lắp ở đất liền thì là 16 trừ đi x. Ở đây vì một cây là 12. Cho nên cả em nhân 12 thì đã ra số tiền. Còn lắp ở đường thủy, lúc này đường thủy này. Đường thủy này. Đường thủy là cái đoạn CS. Thì lúc này đường thủy sẽ là căn bậc 2 của 4 bình cộng với x bình. Đấy, thì ta có thôi, nhân với 20 triệu. Vậy thì tổng số tiền sẽ là 16 trừ đi x mà đem nhân với 12. Cộng căn bậc 2 của 16 cộng với x bình nhân với 20. Thì lúc này các em sẽ tìm ra được cái x là mắc là min là bao nhiêu. Đấy. Thì thầy bay cho các em bấm cái máy này để tìm ra x nhá. Để tìm ra min của cái này thì các em chỉ cần là gõ vào. Gõ vào thôi. 16 mà trừ đi x đúng không? Ta đem nhân với 12. Cộng với căn bậc 2 của 16 cộng với x bình rồi ta nhân với 20. Được chưa? À từ từ các bạn gõ này để tìm ra x cho nhanh nha, đỡ phải đào ham ấy, đỡ phải đào ham ấy. Thì mới gõ lại này, gõ d trên dx ấy. Thì cái này là công thức đào ham nhanh, căn 16 cộng x bình nhân 20 đúng không? Ok, em shift k này cho y bằng 1 đi. Rồi, ra được x bằng 3. Đấy. Như vậy ra x bằng 3. Như vậy các bạn phải đào ham đúng không? Các bạn phải đào ham rồi giải tỉ bằng 0 thì như vậy ra được x bằng 3 luôn. Hay nói cái khác thì cái đoạn từ trụ điện đến nhà máy điện sẽ là 13 trừ x. À 16 trừ x thì là 13. Đáp số đây là 13 nhé. Ok. Như vậy là kết thúc cái đề rồi nhá, được chưa? 22 câu. Để khảo sát chất lượng. Bạn nào mà muốn lấy cái đề này thì các bạn vào trong nhóm Zola, trong phần tiểu sử của thầy nhé. Các bạn vào để lấy nhé. Rồi ok. Thì bây giờ thầy sẽ kết thúc cái buổi live tại đây. Xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn vào phần tiểu sử để lấy cái đề nhé. Ok. Muốn có đề thì lấy ở phần tiểu sử nhé. Bye bye nhé.